Thank you anh em. Ten 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 ten. Mình thích cái từ ten 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 ten. Tiền vô như nước. Mình quay cho anh em đó, đó là cái con này KTEC320C. CB. B, chiếc này đồ B thôi. Mình tìm nó rất là lâu, mình cũng có một cục ở bên kia nhưng mà cục bên kia thì lớn hơn nha anh em, cục bên kia là 3. Cái đời bên kia là đời B, đời cổ hơn. Lớp lớp. Còn cái con này á là 320B với C, nó xài con này. Đồ là nghiêm lắm anh em, đồ rất nghiêm. Mình có ống móc một. Rất nghiêm anh em. Ống ít đồ. Cái này mình mua mình về được rồi. Này nó về được rồi, nó về còn đủ đồ đầy đủ hết. Đó. Đồ rất là chuẩn nha anh em. Mua về chỉ cần lắp vô là lụm tiền thôi. Mua về lắp cho khách. Lắp vô là lụm tiền. Để mình coi thử cái mạc nó nằm ở đâu. Đây. Có cái mạc nhỏ nhỏ ở đây nè. Đó. Nhưng mà để mình sẽ cạo cái đó lên nó coi cạo ra ha. Có cái mạc ở đó. Đồ thì mình chỉ muốn anh em coi nó chuẩn. Để mua về mà ráp cho khách. Mua về ráp cho khách. Những cái ngăn kéo này thì giá rất là tốt cho anh em. Cho anh em thợ. Giá rất tốt. Giá là chuẩn. Chuẩn con bà con. Cảm ơn anh em nha, cảm ơn theo dõi kênh. Chúc anh em một ngày mới mưa bay bán đất nha. Chúc anh em, xin anh em like cho một like dưới đăng ký kênh nha anh em, để mình up những cái video mới, những video mà những mặt hàng mình sẽ up, những mặt hàng những anh em cần thì chỉ cần alo là được, alo là có nghe. Thank you anh em. Anh em cần phụ tùng thì alo 0907255116. Kênh phụ tùng xe đào mấy công trình nha anh em. Đây là một kênh mà mình xây dựng nó để cho cung cấp những mặt hàng thương hiệu, những mặt hàng mà gọi là chất lượng. Mình muốn xây dựng cái điều này. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày mới mua may bán đất. Thank you.